nhà tôi về làm nhớ này. Này các bạn thấy chưa, khi mà cái việc của tại công thì các bạn thấy đâu phải là đơn giản đâu, khi mà tất cả những cái động tác nó đơn giản nhẹ nhàng, và khi mà về team mà các bạn thấy nó thấy quan sát trên la này, cái hệ thống là lái này gối nồi hết trơn chứ không phải làm dễ đâu. Ủa mình đang chạy này là bao nhiêu lý anh cả? Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh YouTube mình nha. Hiện tại thì mình đang có mặt ở bến phà Hà Tiên. Hôm nay thì mình có chuyến đi Phú Quốc. Thì hiện tại giờ này đó là 3 giờ 14 các bạn. Thì mình sẽ quay cái chiếc phà Phước Châm 04 này chạy ha. Thì cách đây đâu đó mình đã quay chiếc này cũng đã gần cũng mấy tháng trước rồi. Hạ Thủy là ở Cần Thơ. Thì bây giờ mình có chuyến đi để trải nghiệm quay cho mọi người xem đây. Mình sẽ nhắc lại cái thông số của chiếc này để gửi đến cho tất cả các bạn mọi người xem nó hiểu qua nha. Chiếc này có chiều ngang là 16m với chiều dài là 79m9, chiều cao mạng là 3m. Chiếc này đi đậu được 5 làn xe. Chiếc này được trang bị là 2 khối động cơ là Mitsubishi S12R, mỗi một động cơ là 1820 mã lực. Tổng hai máy là 3640 mã lực. Thì chạy hộp số là ZS ha. Thì cái chiếc này chạy sẽ là 3 giờ rưỡi. Đây. Hiện tại thì xe khách ở Hà Tiên chuẩn bị đi qua bên Phú Quốc. Thì cái lịch trình của chiếc này là đi bên đâu đó là khoảng qua tới bên Phú Quốc bên kia sẽ là 2 tiếng. Đây là xe ba chân nè. Đây là cái xe này thì có cái lịch trình chạy là Sài Gòn, Phú Quốc và Hà Nội ha. Chiếc này là dữ á. Các bạn thấy chưa? Nãy thì lại trễ quá, không kịp được quay những cái chiếc mà container xuống rồi các bạn. Nói về Phước Châm thì có lẽ là một số anh em về bên đua xe đồ thì có lẽ là cũng quá gành với ảnh rồi ha. Ảnh đua xe rồi nói chung là chơi nhiều cái môn thể thao cũng dữ dằn lắm. Còn bên đó là một chiếc Phước Châm nữa các bạn. Đó. Tổng cộng là Phước Châm thì cũng rất là nhiều phà. Bên kia thì biển số là bên kia là chiếc Phước Châm 2. Bên kia có một biển số cũng khá là đẹp, 7777. 77779. Còn bên này thì 97777. Các bạn thấy nhiều đúng là siêu phẩm, nói tiếp siêu phẩm ha. Thì cũng như mình nói là giờ này nó đã là chỉ có là mới 3:20 sáng thôi, 3:14:20 gì đó. Cho nên là xe cũng còn đang rất là tranh thủ xuống khoảng là 3:30, tức là 3:30 ha. Thì phà sẽ xuất bến chạy thì chắc tới dưới đâu đó cũng khoảng chừng gần sáng để cho kịp lên hàng đến Phú Quốc các bạn. Đây bây giờ thì mình sẽ đi vô trong để quay cho mọi người xem là tất cả là có 5 làn xe đậu ha. Đây cái ổ phà này. Chiếc này thì mình đã quay cách đây đâu đó cũng mấy tháng là ở Cần Thơ. Tụ của anh Hoàng. Đây Phước Châm 04. Còn xe đậu này. Một làn, hai làn, ba làn, bốn làn, năm làn. Này xe ba chân nè. Lộn, cái này là cái mọt của container ha. Thì chút nữa thì mình sẽ cố gắng đi xuống cái hầm máy để quay cho mọi người xem. Và chiếc này là được chạy hộp số của Đức các bạn, ZS. Này cái này là xe này, cái mọt này là chỉ chở cái mọt này thôi. Ủa cái này máy nó chạy trong đây nó là gì trời? Không có chạy. Còn bên đây là xe Hino. Thì hầu như là phà Phước Châm là phục vụ 90% là xe tải rồi các bạn. Bởi vì chạy cái chuyến đêm không à. Quá, chuyến này chở quá khủng. Chiếc này hôm đó là Hạ Thủy có ca sĩ Minh Lưng tham dự nè. Để hồi coi còn mấy chiếc xuống nữa quay cho mọi người xem ha. Đây bây giờ thì sẽ một chiếc ba chân nữa sẽ chuẩn bị xuống ha. Chiếc này là Đồng Tháp nha các bạn. Đa số là hàng quá chắc đầy trên đó hết. Mấy tài xế này thì chạy thì các bạn người biết sẵn rồi đó. Đây là những nhân viên bên công ty tàu phà Phước Châm thì luôn quan sát, lại là luôn canh cho tài xế một cái lối đi nó vô an toàn.
khi xuống phà rồi phải cặn cái lơ rồi các bạn. Với lại là thời điểm này là cặn Tết đó, cho nên là những chuyến hàng phải liên tục. Xe nào là vô lối đó hết. Chiều ngang của chiếc phà này thì 16 mét ha, phà nó đóng là không còn thể nào bự hơn nữa, với chiều dài thì cũng đã là hết cỡ luôn rồi, thì ngang là 16, dài là 79.9 m, thì không thể nào qua 80 mét được nha các bạn. Nếu mà qua 80 mét được thì nó sẽ qua một cái đăng kiểm khác. Đây anh tài xế đây, lộn anh Thiền, anh tài công, đây là anh Cảm, anh chạy chiếc 04. Còn đây là chiếc xe tiếp theo là chiếc chở vịt, chở gà vậy này. Chiếc này là ở Bến Tre ha. Ớ lộn, đúng rồi, như là 72 Vũng Tàu, 71 Bến Tre, đúng rồi các bạn. Đây, còn những chiếc xe tải xuống thì liên tục. Đấy, quay cận cảnh những chiếc phà Phước Châm đang hoạt động luôn. Thì mọi người mà muốn đi cái xe tải mà đi từ Hà Tiên đến Phú Quốc, hay là Phú Quốc đảo ngược lại, thì tất cả số điện thoại của phòng vé thì mình sẽ để dưới phần mô tả nha. Được cái là cái chiếc Phước Châm này đi là mấy anh tài xế rất là khỏe các bạn, cứ lên trên kia là ngủ nghỉ thôi, tất cả cái phòng ở trên cái buồng lái của tài công thôi, thì nó có nhiều, có trang bị nhiều cái là ngủ đồ này kia nọ rất là thoải mái, dành cho những anh em tài xế đường xa đó. Đây, tiếp tục nha. Chiếc này chở cám hay chở gì đi, 83 hết biết ở đâu luôn rồi, Sóc Trăng, Trà Vinh, Cà Mau đó, mỗi gì Sóc Trăng hay cái gì đó, Trà Vinh gì đó, Sóc Trăng chở thuê, à đúng rồi đó, Sóc Trăng, nơi bánh bía, nó mới vô làng đi lối cho anh. Rớt hàng chiếc bãi giò đó ơi. Rớt xe lên các bạn thấy chưa, tức là chở không hết á. Chiếc 02. Ủa anh Cảm, chiếc 02 là mấy giờ chạy anh Cảm? 6 giờ sáng ha. Chiếc 03 là 3 giờ rưỡi, còn chiếc 02 là 6 giờ ha. 03 chạy trước ha. Ủa 03 anh Dũng chạy ai? Rồi chiếc 02 là anh Dũng hả? Giờ có đây là móc lái một cái một ha, chiếc này là Cần Thơ. Hai thứ là mình cũng cần hai cần quá hết trơn. Bây giờ thì xe thì tất cả đã xuống bít hết trơn ha. Khi mà xe mà xuống đây thì mấy anh nhân viên bên phà sẽ gia cố lại chiếc xe cho nó nằm đâu nằm đó. Thì nhiều khi mình chạy là nó sẽ có tác động sóng, nó sẽ xê dịch cái xe tới lui. Nhưng mà những chiếc xe này các bạn thấy là đều chi những cái gối vô cái bánh trước và bánh sau hết. Như cái xe bên đây cũng vậy, khoảng cách xe là giống như là khoảng cách khoảng chừng 3 đến 4 mét. Đó. Chiếc nào cũng vậy ha, thì làng nào đi vô làng đó hết. Đây bây giờ thì mình lên trên cái mỏ phà phía trước để quay xuống cho mọi người xem nè. Hai bên nhìn nè các bạn thấy chưa, còn khu vực bên này là thành phố Hà Tiên. Đậu cái chiếc 02 bên đó là nhìn nó đẹp ghê ha. Rồi, giờ này đèn sáng lung linh luôn. Có lẽ là cái video mình quay mà có lỡ dài quá, các bạn nhớ đón xem phần tiếp theo nha. Rồi hôm nay cũng chở cái gì mà bịch cái chuồng dữ dằn vậy.
51 Sài Gòn mà không biết ở chỗ nào. Che rồi tắt máy luôn rồi. Giờ này thì cái thời điểm là nó cũng gần Tết các bạn, cho nên nó lạnh lạnh giống như đang ở trên Đà Lạt, nhưng mà không phải nha, đang dưới biển. Này chở cái gì vậy ta? Chở cái gì không biết cái gì nữa. Còn cái chiếc này là đóng là toàn là 10 ly với 12 ly không nha các bạn, chứ không có phải mà nhỏ nhỏ được hay là mỏng mỏng được. Tại vì những cái chiếc phà vậy lộn, những chiếc xe thế này thì nó đa số là nó nặng ký không à, xe tải không à. Còn xe Honda thì nói chung là rất là ít, hầu như là kiểu giống như là xe Honda thì đôi khi là họ sẽ đi những cái chiếc khác cho nó nhanh hơn. Còn xe tải với lại là không, cũng ít ai đi giờ này lắm. Đa số là chiếc này phục vụ là xe tải, chiếc tàu này. Bây giờ thì hầu như có lẽ là còn một chiếc nữa thôi, nhưng mà sẽ chuẩn bị chạy các bạn. Bít hết trơn luôn nè. Bây giờ cái là cũng thường như vậy. Các bạn thấy chưa, chở đầy nhóc luôn. Đây, đi lên trên này rồi xuống tàu này. Đó, thấy chưa, cả một thành phố Hà Tiên xe đầy xe hết trơn. Đây các bạn thấy xe từ phía trước cả phía sau không? Đây là chuyến xe cuối của chiếc phà đây các bạn. Để chuẩn bị chuyến này xuống thì sẽ phà sẽ chuẩn bị xuất bến ha. Giờ này cũng đã là, để mình coi là mấy giờ. 3 giờ rưỡi rồi. Thì phà sẽ đợi những chiếc xe cuối này là đi thôi. 64 này người đâu Vĩnh Long gì. Đó, ghe xuống là bắt đầu đi. Rồi, cái chỗ đó cũng vừa lộ vừa đủ một chiếc xe vô cái làn xe thứ 3. Hả? Gì? Sẽ chuẩn bị đi thôi. Rồi, cái này phải rớt xe lại rồi. Đi chuyến sau rồi, chiếc 02 rồi. Rớt xe lại. Hầu như là những anh em xe tải là đi Phú Quốc là rất là thích đi cái chiếc những chiếc Phúc Trăm này đây các bạn. Đây bây giờ chiếc dài nó xong rồi, còn thêm một chiếc 3 giờ nữa nha. Nó bây giờ là ứ hự rồi đó. Giờ phải nhích xe trong kia nữa. Xe thì cũng như các bạn mọi người cũng đã thấy hết trơn ha. Về chiếc dài này vô cho nó sát luôn. Giờ đang đợi sắp xếp cái chiếc này lên chiếc kia xuống. Đa số là tất cả những tỉnh thành là hàng hóa đi Phú Quốc là xuống chiếc phà này rất là nhiều. Như lấy điển hình như là Bến Tre nè, Sài Gòn nè, Vĩnh Long nè, Cần Thơ nè, rồi Kiên Giang nè,
năm làn xe là ở phía trước là thấy 5 tỉnh rồi đó. Chiếc này sẽ ve lên để qua cái làn xe bên kia. Chiếc ba giò kia khủng thiệt. Bố trí lại các bạn. Và cho chiếc ba giò kia nằm lại cái làng bên này nha. Khi mà vô đúng làng là niêm ra liền. Chiếc ba giò. Hay gian chở dưa hấu hay gì trên kia có gom nè, dưa hấu đi Phú Quốc. Thế là phải gọi là chuẩn mới được các bạn, thích vô mới được. Bây giờ thì xe đã xuống xong hết rồi các bạn, để chuẩn bị mở dây để xuất phát ha. Đúng giờ lịch trình là 3:30 nhưng mà tại vì đợi chuyến này cho nên là trễ khoảng 10 phút là 3:40. Bây giờ mỏ bàn đang được nâng lên và sẽ chuẩn bị xuất phát. Thì các bạn mọi người nhớ đón xem là mình sẽ lên trên cái buồng lái của tài công, rồi mình sẽ đi xuống hầm máy để xem hai động cơ Mitsubishi S12R. Hệ thống thì đều chạy khá là trơn tru. Thì cái dự kiến mà đến tới bển thì khoảng 2 tiếng ha. 2 tiếng rưỡi gì đó. Thì đôi khi cũng là do một phần thời tiết, là coi gió máy như thế nào nữa. Bây giờ thì mình sẽ đi ra phía sau. Đèn đã tắt rồi đó. Bây giờ thì mình sẽ đi xuống hầm máy đi.
động cơ bên dưới nó quá ồn, cho nên hồi nãy mình quay là mình không có nói chuyện được các bạn. Còn đây là cái hệ thống lái này, đó hai cái đi đem trang bị hai bên để mà đẩy và rút đi ha. Đây phía sau mình nhận này. Thì mình sẽ tiếp tục đi lên trên nha. Mình sẽ review lại cái phía ở sau này. Lối đi về phía trước này các bạn. Đó, các bạn thấy đẹp lung linh chưa? Đèn led đồ. Đó, chút mình sẽ đi vô được đó nha. Rồi, xe này. Bây giờ là ở bên trên là tài công, ở lộn ở trong là tài công sẽ quan sát theo cái hệ thống định vị radar thôi các bạn, chứ không phải mà phải bật đèn chạy suốt đâu ha. Hay bây giờ thì mình sẽ đi vô trong này. Tất cả ở trong thì hệ thống camera rồi tùm lum hết. Giờ mình sẽ vô trong nha. Vô một cái khách sạn. Đây các bạn thấy nè, ghế sofa phía trước này. Đây là phòng VIP nha. Anh tài công ở trên anh sẽ quan sát ra tất cả là để coi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 cái camera. Thì 16 cái camera này thì nó sẽ là cái camera phía đó là cái mỏ phà, con này là ở hướng này nhìn ra, còn cái này là hai cái động cơ đó, một máy bên trái, máy bên phải, con này là bếp ăn ở phía sau, con này là ở phía sau lái luôn, con này là hành lang phía bên kia. Đây là cái lối cũng là hành lang. Đó, vô cái gối trên còn hai chân vịt này. Mình sơ cho mọi người xem ha. Phải à? Dạ. Đó, không? Phải giờ được anh Tha anh đãi cho món cà phê đêm. Ủa có tính tiền không anh? Đừng có tính tiền em lội nước lên luôn chứ đừng.
phòng này là của anh Tha các bạn. Nè, quay lên đây đi cho vợ thấy. Ôi, nhà mình đây. Vợ con đâu thấy. Đây, anh sẽ quan sát. Ủa anh Cảm, cái này là cái gì anh Cảm? Dạ. Cái này là la hả anh Cảm? À, đây là hệ thống la đang quét này các bạn. Chỗ này thì lấy được hai thứ nha. Lấy chạy chạy, lấy qua lăng. Ủa mà anh xài cái nào vậy anh Cảm? Qua lăng gì? Đây các bạn thấy chưa, khi mà cái việc của tài công thì các bạn thấy đâu phải là đơn giản đâu, khi là tất cả những cái động tác nó đơn giản nhẹ nhàng, và khi mà về đi mà các bạn thấy nó thấy quan sát trên la la này, cái hệ thống là lái này, gối nồi trên chứ không phải làm dễ đâu. Ủa mình đang chạy này là bao nhiêu lý anh cả? Còn bên đây là, còn cái chỗ này là mấy quan trọng nè. Cái chỗ này thì bên tài công sẽ nhìn theo cái hướng này rồi sẽ biết được cái phà mình nó có cân đối hay không, rồi nó có bị nghiêng bên nào về bên nào ha. Đây thì hiện tại đang nằm ở số 0, chiếc tàu đang cân đồng. Còn ở đằng này thì tất cả những cái giống như là một máy như vậy là sẽ có một cái túp lô thế này nè. Đây là chìa khóa máy bên đây. Đây là sẽ là chìa khóa máy bên đây. Còn cái này là cái giờ nó báo lên hả anh Cảm? Dạ. Cái giờ 5368 là cái giờ phải không ạ? À, đồng hồ Việt ha. Đây cũng là báo vô tùm lum tà lá chứ. Cái này thật ra. Ủa cái này là mình vẽ đường, mình đi theo đường này hả anh Cảm? Mình đi ra vô là theo cái đường đó ha. Các bạn thấy chưa, khi mà về đi mà mấy găng mà tàu đánh cá rồi đó, nó cũng hay chảy sát sát như cái phà nhỏ này. Nhưng được cái là mình nằm ở trên cho nên là mọi thứ quan sát thì nó cũng tương đối là ổn. Còn giờ thì các anh em tài xế đường xa thì đã ngon lành cành đào ngủ một giấc cho sâu rồi. Mà khi mà cập đến Phú Quốc thì xe sẽ lên. Thì các bạn mọi người nhớ đón xem là video tiếp theo là mình sẽ quay cái quá trình là những chiếc xe này sẽ lên ha, và bà sẽ đang cặp lại. Rồi thì có lẽ cái video mình xin tạm dừng tại đây ha. Hẹn các bạn vào video tiếp theo là buổi sáng ở Phú Quốc. Thì cũng như mình nói là cái chiếc này sẽ di chuyển đến Phú Quốc là 2 tiếng mấy đồng hồ. Thì bây giờ đó là 4 giờ mấy rồi các bạn. Và bây giờ thì bầu trời vẫn còn tối thui cho nên mình không thể nào quay tiếp tục để đến cho mọi người xem. Đây, các mọi người thấy này, khi mà đi ra biển các bạn mọi người thấy không? Đó, bên dưới thì nước biển ấy thôi. Đó, còn phía xa xa cái kia đó chắc mình nghĩ là mù sương quá. Mấy cái đèn mà xanh xanh đó là mấy cái ghe câu mực với lại là ghe cào rồi này kia nọ đó các bạn. Giờ thì mấy anh em tài xế đang ngon giấc hết rồi. Còn người ta đang tại trong, ở trong kia là phải làm việc xuyên suốt bên trong. Đây lối hành lang này nếu mà buổi chiều á có lẽ là rất là đông du, nhưng mà giờ này thì cũng khá là khuya cho nên không có ai. Rồi xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo ha.